LiveArc, một trang web mua bán và nạp game uy tín tại Việt Nam. Mình có để thông tin và đường link liên hệ dưới phần mô tả của video nhé. Xin chào mọi người, lại là Ren đây và chào mừng các bạn đến với beta của phiên bản 7.1. Và finally, cuối cùng thì mình cũng đã tải được beta rồi. Và ok, để xem là chúng ta sẽ được nhận được gì ở trong beta của phiên bản 7.1. Đầu tiên thì sẽ là cái giao diện, nhưng mà cái giao diện thì để sau đi ha, nhìn nó cũng hơi bị lạ. Cái quan trọng nhất và đương nhiên là cái thơm nhất đó chính là phần này. Phần này luôn là phần mình thích nhất. Đấy. Ok, để đầu tiên chúng ta sẽ nhận được cái gì? Nhá. Boom, đấy, đây là bộ skin có tên là Cú đấm ngọt ngào phát nổ vừa độ. Vãi cả quả tên. Tổ dịch thuật có thể dịch nó bớt củ chuối được không? Tương thích với lại GA. Ok. Đây, và có bộ skin của Nick có tên là Ôm cả trời mây. Tạm thời thì nó là như thế. Đó, có hai bộ skin, đây là hai bộ skin bình thường thôi. Còn này là cái gì? Ủa, cái này là cái gì? Đấm vào vực máu. À không, cái này thì nó chỉ là gear của... Chết rồi. Cái tôi mong chờ nhất thì tôi lại bấm skip mất. Phải tạm thời như thế đã, còn gì không? À, chúng ta có thêm cái khuôn tấn công. What? Comet Impression. Đây, chúng ta có thêm một cái khuôn tái tạo bụi sao chuyên công của Valkyra thuộc hệ bụi sao. Ngon ha. Gì nữa? Ủa, mấy cái này tôi có rồi mà. Thường thường ấy, nếu như mọi người sẽ sử dụng cái nick mà mọi người đang chơi để đăng nhập vào beta. Cho nên là nếu như mà nick của các bạn chưa có cái gì, chẳng hạn như nick của mình thì chưa có set iChan, thì khi mà đăng nhập vào beta thì iChan sẽ gửi cho mình cái set gear của nhân vật mà mình chưa có luôn nhá. Đấy, thì đây beta. Đấy, mình chưa có mấy cái này cho nên người ta sẽ gửi cho mình. Còn cái nào mình có rồi thì iChan sẽ không gửi nữa. 400 mảnh này, 1000 mảnh. 50 à, 400 mảnh Harrier luôn. Xài tiệt ra nha. 1000 mảnh. Đúng là chỉ có beta mới có cái này. 1000 mảnh PE. Thì không? À, Aladdin. Ok. Trấn của Elysia luôn. 1000 mảnh. 1000 mảnh. Ok, các thì tôi có rồi. 400 mảnh. Sướng. Nói chung là chỉ sướng nhất cái đoạn này thôi. Ước gì là nick của mình bình thường. Nick không phải là beta cũng được nhận như này thì tốt. Đã, con mắt cái gì đây? Đây là của Mobius này. Là một số món. Ok. Edo của Luna thì mình cũng chưa có. Nice, sướng chưa? Vậy một đống. À đây, đây thì sẽ là gear của Comic Impression đây. Đấy. Mỏ neo du thuyền và hành trình vì sao, Van Gogh, Top, Mid và Boss. Mảnh nhân vật Crimson, 500, 1000 mảnh và 400 mảnh. Ok, nhận nhanh nào. Thế thôi hả? Ok, tại sao nó lại như thế? Đây rồi. Đây rồi, đó là. Để xem nào. Đây. Mở khóa. Ôi sao vẫn còn chữ tiếng Trung ở đây nhỉ? Comic Impact. Ôi đây. SP từ từ nâng nhân vật lên ạ. Nâng cấp. Ở vào đây thì mọi người sẽ top mid nhanh hơn đấy, skill đồ tiến cấp đã.
nâng nó maximum đây. Đây thì là một vạc thuộc hệ bụi sao. Tí nữa thì ok, nhân tiện cái video này thì mọi người muốn mình test cái gì, test gear, test nhân vật hay là test boss hay là test bất kỳ một cái gì đấy thì cứ comment mạnh dạn xuống bên dưới nhá, để mình có thêm content để làm video cho mọi người xem. Nếu như bạn nào mà không có may mắn mà không có tải được bản beta, tí nữa thì mình sẽ thử test mấy cái thứ. Đâu để xem nào, nó có nói không? QTE. Sơ lược, bỏ cái sơ lược này đi thì mới đọc được này. Nhưng mà toàn đội gây gia tăng 10%. Đây là skill leader, sát thương tụt máu, nhân vật cả đội gây gia tăng 24%, năng lượng ban đầu tăng 55%. Ok, vậy thì Grayscale này có buff mana đầu game khá là ổn đấy nhỉ. Bụi sao điều hướng gì đây, Stardust tụt máu. Ok, thôi, từ từ, tạm thời thì xem nào. Kích hoạt giới hạn gen. Đã kích hoạt skill mới. Đâu để xem cái đầu tiên. Khi mọi người kích hoạt giới hạn gen thì chúng ta sẽ có thêm. Khi nhân vật vào chiến đấu tăng 40 điểm năng lượng trong thế giới. Ồ, thế hả? Tăng nhiều phết ha. Không có nút skip nhỉ? Khi bản thân gây sát thương tụt máu, cái skill SS này nó hơi phế nhỉ? Xem nào. Khi skill tất sát đánh trúng mục tiêu, cứ mỗi tầng trạng thái tụt máu trên người địch có 5% sát thương vật lý mà skill tất sát gây cho địch. Cái gì trời? Đọc hơi bị lơ tơ mơ. Ok, tạm thời thế đã, đâu nhỉ? Không có, cái này là cái gì đây? Lập phương án trang bị. Bên này thì nó là lập phương án trang bị rồi. Ok. Không, mình muốn xem bộ trang phục cơ. Đây. Ultra Full HD luôn. Rất là đẹp. Còn gì nữa không? À, chúng ta có bộ trang phục của Nick. Mở khóa Nick nhỉ? Chưa mở khóa nữa. Đấy. Trang phục đâu? Thay luôn. Úi sợ ơi. Tôi có Nick rồi mọi người ơi. Nhưng mà là ở trong beta cơ. Đâu ta? Có thêm một bộ của hơi chìm vì bớt nữa. Mình phải căng mắt ra để nhìn. Hơi chờ Freebird. Đây. Đó. Sợ. Trời ơi, nó đẹp. Yeah. Quá đẹp luôn. S0 à? S2, à không, đang ở mức rank S2 rồi. Tí nữa thì nâng lên thành S3. Chết giờ. Dừng ở S2 thôi, S2 là quẩy tưng bừng phấn khởi rồi. Ok, còn gì không ta? Xuất kích. Hành trình vì sao. Đổi cầu táo đi. Chọn. Đấy. Vakaria tiếp tế. Để xem tiếp tế có gì không. Không, ở beta tiếp tế chả có cái gì. Bên này là vực. Đây nha. Ôi, nhiều thế. Đây là cái vực ở trong phiên bản beta. Chúng ta sẽ có môi trường bụi sao này. Wow. Không thể hồng hơn được.
bảo vệ dị tinh, bảo tồn chân thực. Vãi cái tên, sửa được sai một cái. Môi trường bụi sao này. Ô, đấy là giống nhau à? Tăng 20% sát thương do nhân vật thuộc tính bụi sao tạo ra. Cái này cũng thế này. Đây. Đây là môi trường tụt máu. Vin V. HOS. Rồi thì có thể boss của Susanna đấy. Xong rồi Pisamu. Rồi thì đây là boss của Luna. Có công chúa sói luôn à? Boss BKE này. Hai con sói luôn. Một con sói là khắc thuộc tính với lại một con sói là sát thương điện. RPC. Wow, có bảo cao cáo Weru luôn này. Weru. Môi trường lượng tử. Boss, boss này là boss của ai ta? Boss này là boss của Susanna. Cosma. Nhiều lắm mọi người ơi, nhiều nhiều kinh khủng luôn. Boss vật lý này. Nhiều, ok, vậy thì mình sẽ test. Nhưng mà để sau nha. Mọi người muốn mình test boss gì hay là test cái gì thì cứ comment xuống bên dưới. Còn đây là trong MA, MA thì chúng ta sẽ có con boss này. Eo, trong cái mặt nó này. Tower, ok. Tạm thời nó là như thế. Còn gì nữa không ta? R. Event. Xuất kích, đề cử. Đề cử thì là cái. Còn gì không? Phúc lợi. Hết rồi. Nhưng chỉ có mỗi thế thôi. Hết rồi mọi người ạ. Ok, để ngày mai thì mình sẽ lên video test cho mọi người xem nhé. Bye bye. Và mọi người nhớ like và chia sẻ video giúp mình. Bye bye.